Xung quanh không có một ai. Đây đúng chất là thiên nhiên luôn. Ngoài ra anh em có thể là nghe tiếng chim kêu rồi. Mặc dù đây rác hơi nhiều. Ok. Rồi, vào cái vấn đề chính ngày hôm nay. Chủ yếu mình nói về cái vấn đề là triệu hồi xe GSX. Thì xe của mình nằm trong cái diện là triệu hồi và được hãng là thay thế miễn phí. Ba cái vấn đề. Thứ nhất là làm sao biết xe của mình là có nằm trong cái diện triệu hồi hay không. Thứ hai là những cái món phụ tùng thay thế là gì. Và thứ ba là chúng ta có thể thay thế ở đâu. Về cái câu hỏi thứ nhất, làm sao biết xe của chúng ta có nằm trong diện triệu hồi hay không? Anh em xem về cái số khung và số máy. Đây, số khung thì ở đây ha, số máy thì nằm ở dưới đây. Thì bên hãng có một cái danh sách, một cái list bao gồm những cái số khung, số máy nằm trong cái danh sách đó thì sẽ nằm trong cái diện là triệu hồi và thay thế phụ tùng. Thì mình thật là may mắn được một số anh em subscriber ở trên YouTube chia sẻ, cho nên mình cũng biết về cái vấn đề đó. Thì mình xem trực tiếp xe lên hãng Suzuki Phổ Quang á, thì họ xem xét và báo là xe mình nằm trong diện triệu hồi. Và cũng liên quan tới câu hỏi thứ hai, đó là triệu hồi những cái món gì. Thì triệu hồi và thay thế phụ tùng là ba món. Là cái vấn đề ở cái phần chỗ này. Chỗ này là cái vị trí của cái thì trong cái mâm lửa nó có cái bộ phận kêu là cái ly hợp đề. Hai cái cơ cấu cần phải thay thế. Cái bánh răng đề. Cái thứ hai là cái phần giống như là cái ly hợp hay gì đó. Thì để chi tiết á, mình sẽ đính kèm cái bản part catalog thì anh em sẽ dễ dàng theo dõi hơn. Thì chủ yếu là hai cái món đó là cần phải thay thế. Thì cái bộ phận này có cần phải gấp rút thay thế hay không, và triệu chứng của nó như thế nào? Nếu như anh em chạy mà đề á, nghe nó ngọt ngào bình thường, không có tiếng động gì lạ, thì mình không phải nhất thiết gấp rút đưa xe đến để triệu hồi thay thế. Còn nếu như xe của chúng ta mà đề có cái tiếng nó phát ra cũng kỳ cục, cái tiếng âm thanh lạ đó, thì mình phải đem lên để người ta kiểm tra và thay thế. Riêng đối với xe của mình thì đề hoàn toàn bình thường, không có cái tiếng lạ gì hết. Nhưng mà mình cũng lo lắng, mình cũng đem lên hãng tranh thủ là thay thế luôn. Cái thay thế thứ hai đó là cái con ốc của lốc máy. Ốc treo lốc máy anh em có thể thấy ở đây nè. Đây, nguyên bản á, khi xe của mình mới mua về là cái con ốc nó màu trắng. Và lúc trước mình đã có một cái clip mình chia sẻ về cái ốc treo cái khung sườn và cái lỗi là bị gãy khung sườn đó. Thì nếu như anh em nào mà chạy cái xe GSX bằng S hay R á, và có cái con ốc này mà nó màu trắng, thì khả năng cao là nằm trong cái diện là triệu hồi thay thế rồi đó nha. Thì họ sẽ thay thế bằng một cái con ốc màu đen. Một con ốc màu đen. Thì mình cũng không có rõ đó là ốc nó sơn màu đen hay đã được nung hay là mạ cái lớp oxit đen. Thì mình cũng không có rõ lắm. Thì những cái video sau thì mình sẽ kiểm tra thử cái con ốc này nó như thế nào. Rồi, chi tiết thứ ba trong diện thay thế đó là đây là cái ốp che bô ha. Thì bên dưới cái ốp này nó sẽ có một cái dán một cái miếng ở đây, không biết có thấy hay không. Để mình lấy nét. Thì bên dưới cái ốp che, nếu như xe anh em không có cái dán một cái miếng cách nhiệt á, thì khả năng cao là xe của mình nằm trong cái diện là triệu hồi và thay thế. Thì cái miếng này nó giống như là một cái miếng keo dán vậy anh em. Dán vô để hạn chế
cái nhiệt tỏ ra từ cây bô. Ba món là xe nằm trong cái diện là triệu hồi và thay thế. Và cách nhanh nhất để biết xe của chúng ta có bị trong cái diện triệu hồi thay thế hay không thì anh em chủ yếu là nhìn vào cái ốc. Nhìn vào cái con ốc này ha. Ốc treo lốc máy nè. Ốc trắng khả năng cao là nằm trong diện triệu hồi thay thế. Ngoài ra cách thứ hai như nãy mình nói là tra số khung, số máy. Số khung, số máy danh sách mình sẽ đính kèm theo video. Thì anh em nào quan tâm thì theo dõi cái phần description đó, phần mô tả để mình biết thêm chi tiết. Là chúng ta sẽ thực hiện cái việc thay thế này ở đâu. Thì việc thay thế này có thể thực hiện tất cả các cái đại lý của Suzuki. An tâm nhất á, thì anh em mang lên Suzuki Phổ Quang nếu ở miền Nam. Mình thì ở Tây Ninh. Mấy lần mình liên lạc với cái Suzuki Phổ Quang á, nhưng mà lúc nào họ cũng báo là hết phụ tùng thay thế, do đó đành phải lội ra về mấy lần, rất là bực mình luôn. Nhờ anh em thiện lành trên YouTube subscriber đó, anh em giới thiệu cho mình là đến cửa hàng Khương Huê. Khương Huê ở trên đường Cách Mạng 8 đó. Anh em giới thiệu là chỗ đó cũng có làm bảo hành, bảo dưỡng Suzuki luôn. Và mình trực tiếp mình đem xe đến Khương Huê, họ kiểm tra và báo với mình là xe của mình nằm trong danh sách triệu hồi thay thế và thực hiện ba món như nãy mình nói ha. Thì trong quá trình thực hiện á thì tất cả những cái món đó là được làm miễn phí hoàn toàn, không có tính tiền công. Tuy nhiên khi mà anh em làm cái mà cái ly hợp đề đó là phải sợ nhớt. Thì anh em nào mà chạy nhất xịn như là Motul hay là Luxor Racing á thì mình cứ để chạy cho đủ cây số đi mà mình đem đi mình làm cho nó đỡ tốn phí ha. Họ sẽ xả nhớt ra. Thì mình hỏi luôn là xả nhớt ra rồi độ nhớt mới như thế nào. Nói là họ sẽ đổ miễn phí luôn. Miễn phí luôn nhớt nha. Đó, rất là ok. Quá tuyệt vời đúng không? Mình đem đến Khương Huê đó, cái điều mình lo lắng nhất, sợ họ không có phụ tùng cũng như là không có đủ trang thiết bị để thực hiện trên xe Suzuki GX này. Tại vì anh em cũng biết đó, dòng Suzuki rất là kén chọn người mua, ít người mua lắm. Do đó cái lượng người mà đi bảo dưỡng cũng rất là ít. Mà đồ Suzuki đặc điểm của nó là nó hơi khác lạ so với Honda, Yamaha ha. Thì đúng như mình lo sợ họ thiếu dụng cụ để thực hiện nha. Bởi vì sao anh em? Trong những cái món mà triệu hồi thay thế khó nhất là cái bộ ly hợp đề nè. Tháo cái ốp mâm lửa này ra thì dễ dàng rồi. Tháo ra xong, khó nhất là cái phần mà cái vô lăng á, cái khoa lăng mâm lửa đó, hay tiếng Anh kêu là rotor đó, rotor. Còn cái cuộn lửa là starter vậy. Cái rotor nó khó mở lắm nha anh em. Thì mình cũng tham khảo là phải có cái chảo hoặc là cái vam á, cái vam á chảo nó ra thì mới ra được cái vô lăng. Các anh kỹ thuật ở Khương Huê cũng lây hoay cả buổi luôn, gần 2 tiếng đồng hồ làm không có ra tại vì thiếu đồ nghề. Thì anh kỹ thuật viên trưởng đó, ảnh cũng đổ mồ hôi hộp và ảnh làm luôn. Ảnh thông báo với mình là cũng khó tại vì không có đồ nghề để ảnh đi kiếm cái đồ nghề để làm. Thì trong cái thời gian chờ đó mình vừa lo lắng thì mình cũng coi một số cái video ở bên Indo kỹ thuật viên họ thay á. Nếu như họ có cái cạo cái vam á, làm rất là nhẹ nhàng luôn. Cạo một cái là ra liền à. Còn không có là người nào mà không biết làm á, dùng búa gõ đùng 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 nó cũng ra luôn nha. Đó. Do đó thì mình khuyên anh em là khi nào có thời gian, có điều kiện thì mình đem xe hẳn lên chỗ đại lý Suzuki ha, chuyên về Suzuki. Tại vì ở Khương Huê á, mặc dù là mình đánh giá là cái service, cái chất lượng phục vụ họ rất là tốt, tuy nhiên là những anh thợ, những kỹ sư đó chuyên về cái dòng Yamaha chủ yếu ha. Do đó là những cái đồ nghề, những cái kỹ thuật bên Suzuki thì
có lúc thì nó cũng không có giống đó. Thì qua cái video này thì đó cũng là một cái tin vui cho anh em chạy GTX ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ha. Anh em có thể đến chỗ đại lý xe Yamaha Town Khương Quê đó, ở đó họ có nhận làm luôn cả xe Suzuki nữa. Ở đó họ làm họ bảo dưỡng nè, bảo hành nè, rồi bán luôn cả phụ tùng nữa. Do đó là sau này đỡ mất công chạy lên Sài Gòn, lên Suzuki Vũ Quang. Khi nào mà xe mà bị hư đặc biệt quá thì nên đem xe lên Suzuki Vũ Quang nha, để họ chuyên về cái đó hơn, họ có nhiều cái trang bị kỹ thuật để họ thực hiện hơn. Tóm lại đó, nếu như xe của anh em chạy bình thường, không có cái âm thanh gì lạ, vận hành không có hiện tượng gì lạ, anh em bấm đề nghe ngọt ngào không tiếng gì lạ, ok không sao. Anh em nhớ kiểm tra cái con ốc treo máy coi nó có bị lỏng hay không nha. Ốc treo máy cũng như những cái con ốc này nè, thì video lần sau mình sẽ nói rõ hơn, mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cái lực siết của con ốc này. Đó, hứa hẹn là một cái video cũng khá là thú vị nha. Mình sẽ so sánh cái cách mình thử so với cái kỹ thuật viên, kỹ sư trưởng ở Khương Huê xem họ thực hiện như thế nào nha. Tất cả những cái con ốc treo máy nè, ốc lóc nồi mâm lửa nè, là kỹ thuật viên bên Khương Huê họ đã siết lại đó. Mình vẫn để như cũ nha, vẫn để tình trạng như đó. Khi rảnh mình sẽ làm video đối chứng cho anh em xem lực siết như thế nào nha. Rồi, anh em nhớ đăng ký kênh, subscribe, theo dõi kênh. Hứa hẹn với anh em là video lần sau nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều nha. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi cái video này nha. Chúc anh em ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Chạy xe an toàn, làm việc thật vui, kiếm nhiều tiền và nuôi cái niềm đam mê. Ok, xin chào. Hello anh em, thì bây giờ mình có một cái vấn đề muốn chia sẻ với anh em, nhất là những anh em chạy em xe Suzuki GSX-S hoặc R mà phiên bản nhập nguyên chiếc từ Indo, thì làm sao biết là xe có nằm trong cái diện triệu hồi hay không. Thì trên đây là một cái trang website của Suzuki Indo, suzuki.co.id. thì anh em vào trang này ha, sau đó anh em vào cái phần motorcycle bên đây nè ha, rồi mình kéo xuống dưới, rồi anh em bấm vào cái phần Suzuki Motorcycle Service nè ha. Mình bấm vào đây, thì trong cái mục này nó có chia sẻ về những cái dòng xe và cái những hạng mục bảo dưỡng các dòng xe, thì anh em có thể bấm vào tham khảo. Còn bây giờ mình sẽ xuống đây nè, anh em bấm vào cái phần Suzuki Product Quality Update, mình bấm vào đây để mình tra coi xe có nằm trong cái diện triệu hồi gì hay không ha. Thì ở đây toàn tiếng Indo không à, nhưng mà anh em chú ý cái hàng trên nè, mình bấm vào cái số khung của xe, bấm vào đây, sau đó anh em bấm chữ nè, thì nó sẽ hiện lên cái thông tin. Tại vì xe của mình là lắp ráp ở Việt Nam, cho nó mình bấm vào thì nó không hiện cái thông tin ha. Thì hy vọng là anh em nào mà chạy xe nhập Indo rồi đó, mình thử xem như thế nào. Ok, rồi cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này nha.